lưu ý hàm logaric. Thứ nhất, tập xác định cho hàm số y bằng log cơ số a của fx. Điều kiện xác định của hàm số fx lớn 0, a lớn 0 và a khác 1. Các công thức. Thứ nhất, log cơ số a x thừa alpha bằng alpha log cơ số a của x. Ví dụ, log cơ số 7 của x mũ 3 bằng 3 log cơ số 7 của x. Công thức thứ hai, log cơ số a lý thừa alpha x nó bằng 1 phần alpha log cơ số a của x. Ví dụ, log cơ số 5 mũ 2 của x thì nó bằng 1 phần 2 log 5 của x. Công thức thứ ba, log cơ số a của b bằng 1 phần log cơ số b của a. Ví dụ, log cơ số x của 3 bằng 1 phần log cơ số 3 của x. Câu thứ tư, log cơ số a của b nhân log cơ số b của x bằng log cơ số a của x. Ví dụ, log cơ số 2 của 5 nhân log cơ số 5 của x bằng log cơ số 2 của x. Công thức thứ năm, log cơ số a của x1 nhân 2 bằng log cơ số a của x1 nhân log cơ số a của x2. Log cơ số a của x1 nhân 2 bằng log cơ số a của x1 cộng log cơ số a của x2. Ví dụ, log cơ số 2 của 2x bằng log cơ số 2 của 2 cộng log cơ số a của x. Log cơ số 2 của 2 là 1 cộng log cơ số a của x. Công thức 6, log cơ số a của x1 nhân 2 bằng log cơ số a của x1 trừ log cơ số a của x2. Ví dụ, log cơ số 2 của 2 phần x thì bằng log cơ số 2 của 2 trừ log cơ số a của x. Log cơ số a của 2 là 1 trừ log cơ số a của x. Công thức thứ 7, log cơ số a của m bằng log cơ số a của n thì m bằng n. Ví dụ, log 2 của x bằng log 2 của 5, suy lý x bằng 5. Công thức thứ 8, log a của x bằng b, suy lý x bằng a mũ b. Ví dụ, log 2 của x bằng 5, suy lý x bằng 2 mũ 5. Công thức thứ 9, log a của m lớn hơn log a của n, suy ra m lớn hơn n nếu như a lớn 1, hoặc m bé hơn n nếu a nhỏ hơn 1. Ví dụ, log 2 của x lớn log 2 của 5, suy lý x lớn 5 do cơ số a bằng 2 lớn 1. Hoặc, ví dụ, log 0,2 của x lớn log 0,2 của 5, suy lý x bé hơn 5 do cơ số 0,2 nhỏ hơn 1. Công thức thứ 10, log a của x lớn b, suy lý x lớn hơn a mũ b nếu a lớn 1, hoặc x bé hơn a mũ b nếu a nhỏ hơn 1. Ví dụ, log 2 của x lớn 5, suy lý x lớn 2 mũ 5 do cơ số a bằng 2 lớn 1. Hoặc, ví dụ, log 0,2 của x lớn 5, suy lý x bé hơn 0,2 mũ 5 do cơ số a bằng 0,2 nhỏ hơn 1. Ví dụ 1, tìm tập xác định câu a y bằng log 2 của 9x trừ x phương. Câu b y bằng log 3 của 7 trừ x chia x cộng 1. Câu b y bằng log 3 của x trừ 10 chia 2 trừ x. Giải. Câu a điều kiện là 9x trừ x phương lớn 0. Suy ra được x lớn 0 bé hơn 9. Vậy tập xác định d bằng cái khoảng là 0,9. Câu b điều kiện là 7 trừ x chia x cộng 1 lớn 0 thì ta có nghiệm mẫu là trừ 1, nghiệm tử là 0 và ta xét dấu của nó. Đây là âm, dương âm và vậy lớn 0 tức là cái tập xác định của nó là trừ cái khoảng là trừ 1 đến 7. Ví dụ 2, giải phương trình câu a log cơ số 5, đây là căn 5 của x trừ 1 tất cả 3 bằng 12. Câu b log căn bậc 3 của 2 x cộng phải bình phương nó bằng 18. Giải. Ta có điều kiện x trừ 1 lớn 0 tức x lớn 1. Căn bậc 2 của 5 tức là 5 mũ 1 2.
x trừ 1 tất cả mũ 3, đây là mũ 3 alpha lên ra ngoài. Alpha lên ra ngoài kết hợp với chia cho 1 phần 2 nữa là bằng 6, log 5 của x trừ 1 bằng 12. Tức là log 5 của x trừ 1 nó bằng 12 chia 6 bằng 2. Suy ra được x trừ 1 nó bằng là 5 mũ 2. Vậy x bằng 26, log 1 cho nên nhận. Tương tự câu B, ta có x cộng 7 lớn 0. Đây là mũ chẵn cho nên chỉ cần x cộng 7 khác 0, tức x khác trừ 7. Thì căn bậc 3 của 2, x cộng 7 bình phương bằng 18. Thì đây là căn bậc 3, nó lên ra ngoài là 1 3, 1 chia 1 3 là 3, với đây 2 nó 6. Đây căn bậc chẵn, đây là lý thừa chẵn, thì ta có tuyệt đối x cộng 7 bằng 18. Ta có log 2 tuyệt đối của x cộng 7 nó bằng 18 chia 6 bằng 3. Tức là x cộng 7 nó bằng 2 mũ 3. Lấy tuyệt đối. Từ đây ta có hai nghiệm x cộng 7 bằng 8, x cộng 7 bằng trừ 8. Vậy x bằng 1, x bằng âm 15 và cả hai nghiệm này đều khác âm 7, nhận. Ví dụ 3, giải phương trình, câu A, log 2 của x cộng log căn 2x trừ log 1 phần 8x bằng 10. Câu B, log 3 của x trừ 1 cộng log căn 3 của x trừ 1 cộng log 1 phần 9 của x trừ 1 bằng 5. Giải. Ta có điều kiện là x lớn 0. Log 2 của x cộng, đây là căn bậc 2, tức là 2 mũ 1 phần 2, đây ra ngoài là chia 1 2 là bằng 2, log 2x. Đây là 1 phần 8, tức là 2 mũ trừ 3, đây ra ngoài là ta chia cho trừ 3 thì nó là cộng 1 phần 3, log 2 của x bằng 10. Ta đặt log 2 của x trên tử chung, thì ta sẽ có là 1 cộng 2 cộng 1 phần 3 thì nó bằng 10 phần 3, log 2 của x bằng 10. Chia được log 2 của x nó bằng 10 chia 10 phần 3 thì bằng 3. Vậy x nó bằng 2 mũ 3 và 2 mũ 3 lớn hơn 0 cho nên nhận. Câu B, log 3 của x trừ 1 cộng log căn 3 của x trừ 1 cộng log 1 phần 9 x trừ 1 bằng 5. Ta có điều kiện x trừ 1 lớn 0, tức x lớn 1. Log 3 của x trừ 1 cộng, đây là căn bậc 3, căn bậc 2 của 3, tức là 3 mũ 1 2, đây ra ngoài là 2. Log 3 của x trừ 1, 1 phần 9 là 3 mũ trừ 2, đây ra ngoài là chia cho trừ 2 là trừ 1 2. Log 3 của x trừ 1 bằng 5. Ta đặt log 3 x trừ 1 trong tử chung, ta có 1 cộng 2 trừ 1 2 thì bằng 5 phần 2. Bên phải bằng 5. Chia ra log 3 của x trừ 1 nó bằng 5 chia 5 phần 2 thì bằng 2. Tức là x trừ 1 nó bằng 3 mũ 2. Vậy x bằng 10 và nó lớn 1 cho nên nhận. Điều 4, giải phương trình, log 2 của x cộng, log 2 của x nhân, log căn 2 của x nhân, log 1 phần 8 của x bằng âm 18. Câu B, log 3 của x trừ 1 nhân, log căn 3, căn bậc 2 của 3, x trừ 1 nhân, log 1 phần 9, x trừ 1 bằng trừ 8. Giải, ta có điều kiện x lớn 0, log 2 của x ta viết lại, đây là căn bậc 2, tức là 2 của 1 phần 2, 1 2 lôi ngoài là 2, log 2 x, đây 1 phần 8, 2 của trừ 3, ta đem ra ngoài là trừ 1 phần 3. Log 2 x bằng trừ 18. Ta có số nhân số 1 nhân 2 nhân trừ 1 phần 3. Log nhân log nhân log là log mũ 3. Tức là 1 nhân 2 nhân trừ 1 phần 3 là trừ 2 phần 3. Log nhân log nhân log là log mũ 3. Nó bằng âm 18. Chia được log 2 của x tất cả mũ 3 bằng trừ 18 chia trừ 2 phần 3 thì nó là 27. Tức là log 2 của x bằng 3. Hai căn bậc 3 hai vế. Từ đây ta suy ra được x bằng 2 mũ 3 và nó lớn 0 cho nên nhận.
OB log 3 của x trừ 1 nhân log căn 3 căn bậc 2 của 3 x trừ 1 nhân log 19 x trừ 1 bằng trừ 8. Vậy ta có điều kiện x trừ 1 lớn 0 tức x lớn 1. Log 3 của x trừ 1 nhân đây là căn bậc 2 của 3 tức là 3 1 2 đo ra ngoài là 2. Log 3 của x trừ 1 1 phần 9 tức là 3 4 trừ 2 đo ra ngoài là trừ 1 2 log 3 của x trừ 1 bằng trừ 8. Ta lấy số nhân số, chữ nhân chữ, 1 nhân 2 nhân trừ 1 bằng 2. Lóc nhân lóc nhân lóc là lóc của 3. Tức là 1 nhân 2 nhân trừ 1 2 hay là trừ 1. Lóc nhân lóc nhân lóc là lóc của 3. Này bằng âm 8. Chia ra lóc tất cả của 3 nó bằng âm 8 chia 1 là bằng 8. Vậy lóc của x trừ 1 nó bằng khai căn bậc 3 hay vế thì nó bằng 2. Tức là x trừ 1 nó bằng 3 mũ 2. Vậy ta có là x nó bằng 10 và lớn hơn 1 cho nên nhận. Điều 5, giải phương trình. Câu A, log thập phân bình phương của x cộng 2 lần log thập phân của x trừ 3 bằng 0. Câu B, log thập phân của x trừ 3 trừ 3 lần log thập phân của x trừ 3 cộng 2 bằng 0. Giải. Ta có điều kiện là x lớn 0. Log thập phân của x bình phương log thập phân bình phương của x cộng 2 log thập phân của x trừ 3 bằng 0. Ta xem cái này là ta đặt log thập phân của x bằng t thì ta có t bình phương cộng 2t trừ 3 bằng 0. Ta tìm được t bằng 1 với t bằng trừ 3. T bằng 1 tức log thập phân của x bằng 1 hoặc log thập phân của x bằng trừ 3. Từ đây ta suy ra được x bằng 10 mũ 1 hoặc x bằng 10 mũ trừ 3. Vậy ta có x bằng 10 hoặc x bằng 1 phần 1000. Cả hai nghiệm này đều lớn hơn 0 cho nên nhận hết. Câu B, log thập phân của x trừ 3 trừ 3 lần log thập phân của x trừ 3 cộng 2 bằng 0. Ta có điều kiện là x trừ 3 lớn hơn 0 tức x lớn hơn 3. Ta đặt cái t bằng log thập phân của x trừ 3 thì ta có phương trình là t hình vuông trừ 3t cộng 2 bằng 0. Và ta bấm máy phương trình này ta tìm được t bằng 1 với t bằng 2. T bằng 1 tức là log thập phân của x trừ 3 bằng 1 hoặc log thập phân của x trừ 3 bằng 2. Tức là x trừ 3 nó bằng 10 mũ 1 hoặc x trừ 3 bằng 10 mũ 2. Vậy ta có x bằng 13 hoặc x bằng 103. Và hai game này đều lớn hơn 3 cho nên nhận hết. Điều 6, giải phương trình. Câu A, log 5 của x trừ 3 log căn bậc 2 của x log căn bậc 2 x của 5 bằng 1. Câu B, log 2 của x trừ 1 trừ log căn bậc 3 của x trừ 1 của 2 bằng 2. Giải. Ta có điều kiện là x lớn hơn 0 và x khác 1. Thì cái phương trình nó là log 5 của x trừ log đây là căn bậc 2, tức là đây ra ngoài là chia 1 2, trừ 3 chia 1 2 là 6, là log x của 5 bằng 1. Thì log 5 của x viết lại trừ log x của 5, tức là bằng log 1 phần log 5 của x. Thì 6 nhân cho log x của 5, tức là 6 chia cho log 5 của x, bằng đây là bằng 1. Ta đặt t bằng log 5 của x, thì ta được phương trình t hình phương trừ t trừ 6 bằng 0. Ta bấm máy phương trình này ta tìm được t bằng 3, t bằng trừ 2. T bằng 3 tức log 5 của x bằng 3. T bằng trừ 2 tức log 5 của x bằng trừ 2. Vậy ta tìm được hai nghiệm x bằng 5 mũ 3 hoặc x bằng 5 mũ trừ 2. 5 mũ 3 là 125, 5 mũ trừ 2 là 1 phần 25. Cả hai nghiệm này lớn không khác 1 cho nên nhận hết. Câu B, log cơ số 2 của x trừ 1 trừ log căn bậc 3 của x trừ 1 của 2 bằng 2. Giải. Ta có x trừ 1 lớn 0 và x trừ 1 khác 1, tức là x khác 2. Log 2 của x trừ 1 trừ 3 lần, đây là căn bậc 3, tức là mũ 1 3, chia cho 1 3 là 3. Log x trừ 1 của 2 bằng 2. Đây là log 2 của x trừ 1 trừ, đây log x trừ 1 của 2, tức là 1 phần log 2 của x trừ 1. Ta có 3, log
x trừ 1 có 2 tức là bằng 3 chia log 2 của x trừ 1 là bằng 2. Đặt t bằng log 2 của x trừ 1 thì ta được phương trình t hình phương trừ 2t trừ 3 bằng 0. Ta bấm ấn trình này tìm được t bằng 3 hoặc t bằng âm 1. T bằng 3 tức là log 2 của x trừ 1 bằng 3 hoặc log 2 của x trừ 1 nó bằng âm 1. Từ đây ta tìm được x trừ 1 nó bằng 3 mũ 2 hoặc x trừ 1 nó bằng x trừ 1 nó bằng 2 mũ 3 hoặc x trừ 1 bằng 2 mũ trừ 1, tức là x bằng 9 hoặc x bằng 3 bằng 2. Cả hai em này đều lớn hơn 1 và khác 2 nên nhận hết. Ví dụ 7, giải phương trình câu A, log 2 của 7 nhân log 7 của x cộng 1 bé hơn 3. Câu B, log 3 của 8 nhân log 8 của x trừ 1 bé hơn 4. Giải điều kiện x cộng 1 lớn 0 tức x lớn trừ 1. Ta có log 2 của 7 nhân log 7 của x cộng 1 bé hơn 3, tức là log 2 của x cộng 1 bé hơn 3. Suy ra được x cộng 1 bé hơn 2 mũ 3 do cơ số 2 lớn 1. Vậy x bé hơn 7 kết hợp với x lớn hơn trừ 1, tức là ta có x thuộc cái khoảng là trừ 1 đến 7. Câu B, log 3 của 8 nhân log 8 của x trừ 1 bé hơn 4. Ta có điều kiện x trừ 1 lớn 0 tức x lớn 1. Log 3 của 8 nhân log 8 của x trừ 1 bé hơn 4 nó sẽ tương đương với log 3 của x trừ 1 bé hơn 4. Suy ra được x trừ 1 bé hơn 3 mũ 4. Vậy x bé hơn 82 kết hợp với điều kiện x lớn 1. Vậy x thuộc cái khoảng là 1 đến 82. Ví dụ 8, giải phương trình câu A, log 2 của x bình phương trừ 9x cộng 8 bé hơn 3. Câu B, log 1 3 của x 8x trừ x bình phương bé hơn âm 2. Giải ta có điều kiện x bình phương trừ 9x cộng 8 lớn 0, tức là x bé hơn 1 hoặc x lớn 8. Log cơ số 2 của x bình phương trừ 9x cộng 8 bé hơn 3 suy ra được x phương trừ 9x cộng 8 bé hơn 2 mũ 3 do cơ số 2 lớn 1. Suy ra x bình phương trừ 9x bé hơn 0, ta bấm máy chương trình này, suy ra được x lớn 0 bé hơn 9 kết hợp với điều kiện x bé hơn 1 lớn 8. Vậy ta giao lại x bé hơn 1 lớn 8 giao với khoảng là trong khoảng 18 bỏ, giao với x lớn 0 bé hơn 9 thì ngoài 0,9 bỏ. Vậy x thuộc cái khoảng là 0,1 hợp với 8,9. Câu B, log 1/3 của 10 x trừ x vuông bé hơn âm 2. Giải ta có điều kiện 10 x trừ x vuông lớn hơn 0, loga cơ số 1/3 của 10 x trừ x vuông phải bé hơn âm 2. Cái điều kiện là 10 x trừ x vuông lớn hơn 0 thì suy ra được x lớn 0 bé hơn 10. Và loga cơ số 1/3 của 10 x trừ x vuông bé hơn âm 2 thì ta có là 10 x trừ x vuông nó sẽ lớn hơn 1/3 âm 2, lý thừa âm 2, do cơ số 1/3 nhỏ hơn 1 cho nên bắt công thức đổi chiều. Suy ra được 10 x trừ x vuông lớn hơn 9 và ta bấm máy phương trình này, ta sẽ tìm được là x lớn hơn 1 bé hơn 9 kết hợp với điều kiện x lớn 0 bé hơn 10. Ta giao lại thì x lớn 0 bé hơn 10 ngoài khoảng bỏ, x lớn 1 bé hơn 9 ngoài 1,9 bỏ. Vậy x thuộc cái khoảng 1,9.